Tối ngày 10 tháng 5 năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt Viện Văn hóa Nghệ thuật UEF. Góp mặt tại buổi lễ là những nhân vật được nhiều người biết đến trong lĩnh vực thể thao, nghệ thuật như vợ chồng nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ, Hồng Phượng, đương kim vô địch Đông Nam Á Dancesport Phan Hiển, Thu Hương, kiện tướng quốc gia Dancesport Ngọc An, Tố Uyên. Đặc biệt là sự xuất hiện của kiện tướng Dancesport Khánh Thi với vai trò là viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật UEF. Bên cạnh các nghi thức ra mắt như múa lân sư rồng, cắt băng và trao quyết định bổ nhiệm viện trưởng, buổi lễ còn mang đến những tiết mục trình diễn nghệ thuật ấn tượng và đa dạng như khiêu vũ, breaking dance và rap, đúng như tinh thần đưa văn hóa nghệ thuật đến gần hơn với sinh viên. Phát biểu tại sự kiện với vai trò mới, kiện tướng Dancesport Khánh Thi chia sẻ rằng với những kinh nghiệm và chuyên môn của bản thân cùng sự song hành của nhà trường sẽ giúp những tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có cơ hội được tỏa sáng. Đây là một cái niềm ước mơ của Thi từ rất nhiều năm làm nghề, đặc biệt là với những bộ môn thể thao và kết hợp với cả văn hóa nghệ thuật. Đã lâu lắm rồi chúng ta thường có những câu lạc bộ nhỏ lẻ hoặc chúng ta phải đi vào những trường nghệ thuật chính quy cũng như là những trường thể thao chuyên nghiệp. Nhưng mà hiện nay thì cái mong muốn của Thi đó là chính là đưa những phong trào về nghệ thuật văn hóa thể thao tới gần tới sinh viên hơn và muốn hướng các bạn tới một cách chuyên nghiệp hơn. Đương nhiên là đóng một vai trò quan trọng thì Thi cũng có những áp lực riêng. Thi cũng muốn là đội ngũ giáo viên của mình phải là những người nổi tiếng, những người có chuyên môn chuẩn nhất để có thể hỗ trợ được sinh viên và mong rằng là kết quả sẽ thật sự là tốt. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong tương lai sẽ có những nhân vật, những idol đến từ UEF nha. Bên cạnh đào tạo kiến thức kỹ năng chuyên môn, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh còn chú trọng việc bồi dưỡng, phát triển tài năng của người học hướng đến mục tiêu quốc tế hóa. Với chương trình đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn về văn hóa nghệ thuật như múa, hát, khiêu vũ thể thao, diễn xuất, dẫn chương trình, Viện Văn hóa Nghệ thuật UEF đóng vai trò phát triển năng khiếu nghệ thuật của sinh viên trong môi trường chuyên nghiệp và hiệu quả. Trường UEF của chúng tôi thì luôn luôn tìm mọi cách để tạo những cái cơ hội cho người học được những cái trải nghiệm hết sức thú vị. Nếu nói về mặt học thuật thì ở UEF các bạn được trải nghiệm thực tế rất nhiều những cái môn học các bạn được tiếp xúc với các doanh nghiệp, đi field trip, ra hiện trường để học những cái kiến thức thực tế chuyên môn. Điều đó chúng tôi làm rất là nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ làm sao để làm phong phú thêm tinh thần cho các bạn sinh viên? Thì chúng tôi nhận thấy rằng là chúng tôi cần phải nâng lên một cái mức cao hơn nữa, không chỉ ở cái trạng thái hiện nay là các bạn có những cái sân chơi câu lạc bộ nó vẫn còn mang tính chất amateur nhiều. Chúng tôi muốn đẩy hơn một bước để những bạn thực sự có năng khiếu nghệ thuật, các bạn có thể bật lên và trở thành những cái ngôi sao.